Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuỗi bài học về hướng dẫn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Trong video này nhằm giúp các bạn thực hiện tốt phần tổng quan tài liệu Literature Review, cô sẽ hướng dẫn các bạn cách thức tìm, đọc và ghi chép thống kê tổng hợp những cái bài báo khoa học. Nội dung của cái bài học này thì sẽ chia ra làm 3 phần. Thứ nhất, cô sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta tìm tài liệu một cách hiệu quả nhất. Thứ hai là chúng ta sẽ đi vào đọc cái tài liệu đó làm thế nào để lấy được thông tin một cách chính xác. Và thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành ghi chép, tổng hợp và phân tích cái tài liệu để chúng ta có được cái cơ sở, có được cái nguồn chúng ta viết phần tổng quan tài liệu. Đầu tiên chúng ta đi vào tìm tài liệu là tìm các cái bài báo khoa học. Thế như ở cái bài học viết tổng quan nghiên cứu, cô cũng đã hướng dẫn các bạn để tìm được tài liệu hiệu quả thì đầu tiên chúng ta phải xác định được cái keyword của cái chủ đề nghiên cứu của mình và sau đó chúng ta tiến hành tìm kiếm tài liệu với các cái keyword mà chúng ta đã có. Khi có keyword rồi thì các bạn sẽ vào những cái website về học thuật uy tín như là Scholar hay là Science Direct hay là ResearchGate. Cô lấy ví dụ như là với cái đề tài của cô liên quan đến chính sách tiền tệ chẳng hạn. Thì chính sách tiền tệ nó sẽ có, tất nhiên là nó sẽ có những cái keyword liên quan đến chính sách tiền tệ. Thì các bạn có thể là đầu tiên chúng ta vô Google Scholar, nó có website là scholar.google.com.vn ha. Thì trên cái trang Scholar này nó có một ưu thế hơn so với những cái trang, những cái website tìm kiếm tài liệu khác như ResearchGate hoặc là Science Direct, đó là chúng ta có thể kiếm được bằng tiếng Việt luôn. Ví dụ như là cô tìm về chính sách tiền tệ tiếng Việt đi chẳng hạn, thì nó sẽ tìm ra cho các bạn những cái tài liệu liên quan. Nó có thể hỏi bạn là không phải là robot thì chúng ta làm những cái thủ tục này nhanh thôi các bạn ha. Rồi, thì ở đây Scholar sẽ trả về cho các bạn những cái kết quả về các cái bài nghiên cứu về chính sách tiền tệ. Một số bạn sẽ thắc mắc là tại sao chúng ta không lên Google để chúng ta tìm mà chúng ta phải vô Google Scholar, bởi vì cái Scholar này là một cái mảng liên quan đến học thuật thôi. Còn nếu như các bạn tìm ở trang chủ của Google thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái tài liệu khác, ví dụ như cả những cái báo chí, báo tin, báo điểm tin vân vân, và những cái tài liệu mà nó không phải là tài liệu học thuật thì những cái đó các bạn không có trích dẫn được và nó không có giá trị cho cái nghiên cứu của mình, thì như vậy các bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Cho nên chúng ta vào trang Google Scholar các bạn nhé. Thì ở cái tài liệu mà nó tìm ra cho các bạn ở đây, nó có thể là dạng sách, nó có thể là bài báo, thì tùy vào cái tài liệu mà các bạn muốn tìm để các bạn có thể là chọn những cái tài liệu mà mình cần. Ví dụ như là cô thấy kết quả mà website hiển thị cho cô ở đây là có rất là nhiều. Nó nào là dạng sách cũng có này, rồi là cái luận văn, luận án gì đó cũng có này. Ví dụ bạn nhấp vô, ở đây bạn sẽ có là bạn sẽ thấy rằng là khi mà bạn di chuột đến thì nó sẽ cho các bạn cái đường link để bạn nhấp vô để mà truy cập được đến cái trang chủ của cái tài liệu đó các bạn ha. Ví dụ như cô nhấp vào cái đường dẫn này đi. Đó, thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang chủ của cái tài liệu là truyền dẫn chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và được đăng trên tạp chí nghiên cứu tài chính marketing. À, tương tự như vậy thì nếu như bạn tìm những cái ở website khác như là Science Direct thì bạn cũng sẽ gõ keyword vào ha. Keyword của chính sách tiền tệ sẽ là monetary policy. Đó. Và kết quả tìm kiếm cũng sẽ hiển thị cho chúng ta những cái tài liệu mà nó sẽ có liên quan đến monetary policy của mình. Từ đó thì bạn sẽ nhấp vô và mình đọc. Thì chút xíu cô sẽ hướng dẫn cái kỹ thuật đọc sau các bạn nhé. Được chưa nào? Rồi. Nếu như bạn có những cái keyword gần hơn với cái, ví dụ như bạn đã xác định được cái chủ đề nghiên cứu cụ thể của mình thì bạn có thể tìm một cái keyword khác gần hơn. Còn ở đây cô đang dùng cái keyword monetary policy là một cái keyword chung chung, cô chỉ nghĩ rằng cô sẽ nghiên cứu về chính sách tiền tệ. Thì cô sẽ vào đây, cô gõ từ khóa này và cô tìm những cái tài liệu liên quan đến chính sách tiền tệ xem là họ làm đến đâu rồi và mình sẽ tiếp tục khai thác những cái khoảng trống gì đối với cái chính sách tiền tệ nữa hay là không. Ví dụ ở đây cũng vậy ha. ResearchGate thì mình sẽ tìm cái từ khóa là monetary policy.
ABC. Đó, bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều tài liệu, ha. Kể cả sách, sách, những cái tài liệu mà có cái mã số ISBN như thế này, nó là dạng sách này các bạn. Còn những cái trên tạp chí thì những cái bài đăng trên tạp chí, những cái bài báo khoa học thì nó sẽ là ISSN article này, đúng không? Đó là một cái dạng của tạp chí đó, một cái bài báo đăng trên tạp chí các bạn ha. Rồi, đấy là cái cách mà chúng ta tìm kiếm. Thì quan trọng là các bạn phải xác định đúng cái từ khóa, đúng chưa? Trong cái tìm kiếm này thì các bạn cũng có thể rằng là chúng ta giới hạn lại cái phạm vi tìm kiếm của mình. Ví dụ như với Google Scholar thì các bạn có thể giới hạn là tôi chỉ muốn tìm kiếm những cái bài nghiên cứu gần đây thôi, tức là từ năm 2018 trở lại đây chẳng hạn, hoặc là từ năm 2020 trở lại đây chẳng hạn, thì bạn sẽ nhấp vào cái chỗ phạm vi tùy chọn ở trên góc trái của màn hình như thế này, và bạn giới hạn lại cái phạm vi tìm chọn tìm kiếm của mình ha. Ví dụ như cô chọn từ năm 2018 thì cô nhấp vào từ 2018. Do đó thì các cái kết quả hiện ra nó sẽ chỉ từ năm 2018 cho đến nay mà thôi, và những cái nghiên cứu trước đó thì không không có. Hoặc là bạn ở đây thì những cái tài liệu mà bạn tìm nó sẽ có cái phần ở dưới, là các bạn nhìn ở đây này, nó có trích dẫn ha, số lượng trích dẫn. Thì như cô đã nói trong cái bài học về viết tổng quan tài liệu đó, những cái tài liệu nào mà được trích dẫn càng nhiều thì như vậy là cái mức độ tin cậy, cái uy tín của cái chất lượng của cái bài báo đó càng cao. Đó. Rồi tương tự ở Science Direct thì cũng có cái tùy chọn tìm kiếm như vậy các bạn ha. Ví dụ như là bạn giới hạn từ năm 2021, 2022, 2023 thôi. Thì chúng ta sẽ nhấp vào đây. Đó, tương tự nếu nhấp vào 2021 thì nó chỉ hiển thị cho bạn những cái kết quả của năm 2021. Và nếu bạn muốn tìm những cái bài báo review article trong cái phần mà viết tổng quan nghiên cứu, thì cô cũng đã giới thiệu với các bạn cái review article là những cái bài viết mà nó sẽ review tổng quan lại cho các bạn về cái vấn đề nghiên cứu. Thì những cái bài này là cái bài rất là hay, rất là đáng đọc, hoặc là research article vân vân. Được chưa nào? Đấy là cái cách mà chúng ta tìm kiếm tài liệu. Rồi, tìm kiếm tài liệu thì sau đó thì các bạn sẽ vào cái trang chủ của cái tài liệu đó, và các bạn lấy tài liệu về các bạn ha. Các bạn lấy tài liệu về. Rồi cái thứ hai là chúng ta sẽ đi vào đọc tài liệu và đọc cái bài báo khoa học. Thì để mà đọc tài liệu và bài báo khoa học tốt thì các bạn phải nắm vững cái cấu trúc của cái tài liệu hay là cái bài báo khoa học đó, để chúng ta lấy thông tin một cách nhanh nhất. Ví dụ đối với bài báo khoa học, các bạn nhìn trên màn hình đây là cô đang xem một cái bài báo của cô thôi. Một cái bài báo khoa học thì nó sẽ có cái title của nó này, tức là cái tiêu đề của bài báo các bạn nhé. Cái tiêu đề của bài báo. Rồi, trong bất kỳ một cái bài báo khoa học nào nó cũng sẽ có cái phần abstract, tức là cái phần tóm tắt nội dung của bài báo. Thì tóm tắt người ta sẽ tổng hợp cho các bạn là mục tiêu của cái bài báo đó là nghiên cứu cái gì, phương pháp mà họ sử dụng, dữ liệu mà họ sử dụng, đúng không ạ? Các cái kết quả chính của nghiên cứu cũng như là cái ý nghĩa của nghiên cứu của họ. Đây, mục đích này. Thì cái cấu trúc của cái phần tóm tắt này đối với mỗi tạp chí nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên thì cái nội dung chính cốt lõi của cái phần abstract thì là gần như là tương đương. Như vậy đọc một cái bài nghiên cứu thì đầu tiên bạn nên đọc hết cái phần tóm tắt của họ. Đọc phần tóm tắt để làm gì? Để thứ nhất chúng ta xác định xem là cái chủ đề của cái bài nghiên cứu đó nó có phù hợp với cái chủ đề nghiên cứu của mình hay không. Nếu nó phù hợp chúng ta tiếp tục đọc những cái nội dung tiếp theo. Còn nếu như mà nó không phù hợp thì chúng ta loại bỏ ngay từ ban đầu. Thì đấy là cách để chúng ta tiết kiệm thời gian nhất. Thay vì là các bạn đi vào đọc cái nội dung, toàn bộ nội dung của bài báo, xong cuối cùng mình nhận ra rằng là cái bài báo này nó chả có giá trị gì với mình cả. Thì như vậy bạn sẽ rất là mất thời gian và cái phần tổng quan tài liệu của mình nó sẽ không hiệu quả. Rồi, ngoài đầu tiên là phần abstract ha, sau đó là đến phần introduction, tức là cái phần giới thiệu của cái bài nghiên cứu. Thì trong cái phần giới thiệu bài nghiên cứu này, tác giả họ cũng sẽ đề cập đến các bạn thường là cái bối cảnh nghiên cứu này, cái bối cảnh nghiên cứu của họ. Rồi cái gì ạ? Cái tổng quan, một cách tổng quan ngắn gọn những cái nghiên cứu trước người ta đã làm được gì, và những cái hạn chế của các nghiên cứu trước là gì để họ thực hiện cái nghiên cứu này, hay nói cách khác là họ cũng trình bày cái ý nghĩa của cái nghiên cứu của họ. Thì phần tổng quan
phần giới thiệu của cái bài nghiên cứu sẽ cho chúng ta biết được cái bối cảnh chung, sẽ cho chúng ta nhìn nhận được là cái còn cái khoảng trống nào cho chúng ta thực hiện hay là không, cũng như là chúng ta cũng sẽ tìm được những cái tài liệu liên quan cùng chủ đề với cái nghiên cứu của mình. Nội dung tiếp theo của một cái bài nghiên cứu đó là cái phần literature review. Thì literature review này không nhất thiết là phải tách ra là một phần riêng. Một số bài nghiên cứu họ sẽ gom chung vào cái phần introduction luôn. Còn trong cái bài viết này của cô thì cô sẽ tách ra riêng, bởi vì là cái phần literature review này nó rất là quan trọng trong cái bài này. Thì literature review nó sẽ bao gồm hai cái nội dung chính. Thứ nhất đó là phần cơ sở lý thuyết, tức là những cái lý thuyết nền mà bạn sử dụng cho nghiên cứu của mình. Và cái thứ hai là cô sẽ đi review lại các cái nghiên cứu thực nghiệm mà người ta đã nghiên cứu về cái chủ đề đó, để mà đánh giá xem là họ đã làm được gì, họ còn hạn chế gì, rút ra khoảng trống cho nghiên cứu của cô. Thì đây là cái phần literature review các bạn ha. Rồi sau đó thì sẽ đến cái nội dung là về phương pháp luận của nghiên cứu. Thì trong cái phương pháp luận này nó sẽ bao gồm là, thứ nhất họ sẽ xây dựng cái mô hình nghiên cứu. Cái thứ hai là họ sẽ họ sẽ giới thiệu về cái dữ liệu mà họ sử dụng cho nghiên cứu. Và thứ ba là các cái phương pháp để họ thực hiện ước lượng đối với các cái mô hình mà họ đã xây dựng. Thì bạn đọc cái phần này bạn cũng sẽ có được cái nhìn về việc là với cái chủ đề đó thì các nghiên cứu trước đã sử dụng những cái phương pháp gì, mình có sử dụng được nữa hay không, hay là các phương pháp đó nó có hạn chế để mình khắc phục, mình sử dụng các phương pháp khác tốt hơn. Rồi phần tiếp theo đó là cái phần về kết quả nghiên cứu. Thì kết quả nghiên cứu của những cái bài nghiên cứu trước sẽ là cơ sở để mình sau này mình làm xong cái bài nghiên cứu của mình sẽ so sánh, đánh giá đối những cái kết quả của mình với kết quả của họ, và xem xét cái sự khác biệt đó, giải thích lý do vì sao để đưa ra cái cơ sở đề xuất những cái hàm ý chính sách ở cái nội dung cuối cùng, đó là phần conclusion, tức là phần kết luận và hàm ý chính sách ở cuối. Và cuối cùng đó là cái danh mục tài liệu tham khảo. Thì đọc một cái tài liệu, nếu như bạn xác định đó là cái tài liệu mà nó liên quan mật thiết đến cái chủ đề nghiên cứu của mình, thì cái danh mục tài liệu tham khảo của các nghiên cứu trước cũng là cái phần rất là quan trọng các bạn ha. Nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu hơn. Rồi, vậy đấy là về phần đọc. Thì như vậy tóm lại trong cái phần đọc tài liệu và bài báo khoa học thì các bạn sẽ lấy cho cô những cái nội dung. Bạn sẽ đọc, đầu tiên là bạn sẽ đọc abstract của nó, đúng không ạ? Bạn đọc abstract. Thì trong cái abstract nó sẽ có khá là nhiều cái nội dung cần thiết. Ví dụ như mục tiêu nghiên cứu của họ là gì, phương pháp nghiên cứu của họ, kết quả nghiên cứu của họ, đúng không ạ? Và một số các nghiên cứu họ cũng trình bày luôn cái hạn chế trong cái nghiên cứu đó nữa. Ngoài ra thì bạn có thể đọc thêm, đọc sâu thêm để lấy thông tin về cái gì, về cái bối cảnh nghiên cứu, về cái phương pháp nghiên cứu và dữ liệu mà họ sử dụng, và cái kết quả nghiên cứu mà họ đạt được để mình làm cơ sở, mình phân tích, mình so sánh đối với cái nghiên cứu của mình. Phần thứ ba mà cô muốn hướng dẫn các bạn là cái cách thức mà chúng ta ghi chép và tổng hợp tài liệu. Chúng ta tìm được rồi, chúng ta đọc được rồi, nhưng nếu như chúng ta không biết cách ghi chép, không biết cách nốt lại và recall lại những cái thông tin mà chúng ta đọc được, chúng ta tích lũy được, thì sau này nó sẽ đến cái phần mà chúng ta thực hiện đề tài, chúng ta viết cái đề tài, viết cái báo cáo đó, thì các bạn sẽ phải đọc đi đọc lại, mất rất là nhiều thời gian. Do đó khi đọc thì các bạn phải nốt lại, phải biết cách ghi chép lại. Thì cái kinh nghiệm của cô là khi các bạn đọc tài liệu, các bạn sẽ lập ra một cái bảng ghi chép những cái thông tin mà chúng ta đọc được đối với từng tài liệu như thế này. Đây là một cái bảng mẫu mà cô chia sẻ với các bạn ha, để thực hiện cái bài báo lúc nãy của cô đó. Cái bài báo mà cô vừa cho các bạn xem cái cấu trúc, thì cô đã phải đọc rất là nhiều tài liệu, và đọc xong rồi cô tổng hợp như sau. Thì cái bảng này nó sẽ có những cái cột như là số thứ tự này, cái tên tác giả và năm này, cái vấn đề nghiên cứu của họ là gì này, lý do vì sao họ chọn vấn đề nghiên cứu, tại sao cô có thêm cái phần này. Một số thì các bạn thì có thể là không cần, nhưng mà cô muốn có được cái lý do họ chọn cái vấn đề nghiên cứu để mà mình cũng biết được, mình học hỏi được từ người ta cái cách thức mà người ta viết cái phần đặt vấn đề. Như cô đã nói rằng là
khi mà người ta đọc báo của đọc cái bài báo, đọc cái sản phẩm nghiên cứu của các bạn thì giống như họ đọc một câu chuyện. Bạn có dẫn dắt người ta thu hút thì người ta mới đọc đến những cái phần cuối cùng của bạn. Cho nên khi mà review các nghiên cứu thì cô cũng đồng thời cô đọc cái cách mà người ta lập luận, họ chọn cái vấn đề nghiên cứu để mình học tập cái cách thức dẫn dắt cái vấn đề của họ. Rồi về lý thuyết mà họ sử dụng là gì này, phương pháp mà họ sử dụng, dữ liệu, kết quả của họ và đánh giá luôn cái hạn chế của cái nghiên cứu đó. Thì cái hạn chế này một số tác giả họ sẽ tự nhận ra hạn chế của nghiên cứu của họ và họ trình bày luôn trong bài báo. Thì như vậy chúng ta sẽ lấy nó vô để khi mà chúng ta làm một đọc xong chúng ta thực hiện là tổng quan lại thì chúng ta sẽ biết là từng hạn chế của nghiên cứu là gì. Và nếu như họ không có nhận ra cái hạn chế đó thì trong quá trình mình đọc, nếu mình thấy là hạn chế của các nghiên cứu trước thì mình cũng có thể là ghi lại để làm cơ sở mình đề xuất cho cái mình khai phá được cái khoảng trống cho cái nghiên cứu của mình. Tương tự như vậy, đối với các cái tài liệu cô đều có thống kê lại các bạn ha. Đây, ví dụ như là ở cái bài này chẳng hạn, thì bài này người ta cũng nghiên cứu cùng một cái chủ đề giống như cô, đó là nghiên cứu tác động của phát triển tài chính đến hiệu lực của chính sách tiền tệ. Họ nghiên cứu trên 41 quốc gia đó. Rồi cái cơ sở lý thuyết, đặt vấn đề nghiên cứu của họ này, rồi cái lý thuyết mà họ sử dụng này, phương pháp mà họ sử dụng là dữ liệu hồi quy trên dữ liệu bảng này, và các cái biến mà họ dùng này, vân vân, kết quả mà họ đạt được, và cuối cùng là hạn chế của cái nghiên cứu này. Hạn chế của cái nghiên cứu này thì cô đã đọc và nhận ra rằng là cái nền tảng cho cái lý thuyết của cái nghiên cứu này dựa vào là còn thiếu. Do đó mà mình sẽ đề ra được cái hướng nghiên cứu tiếp theo, đó là mình đi xây dựng cái nền tảng vi mô cho cái phân tích mối quan hệ giữa phát triển tài chính và chính sách tiền tệ. Từ đó cô mới thực hiện cái đề tài nghiên cứu của cô để mà điền vào cái khoảng trống mà các cái nghiên cứu trước người ta đã bỏ ngỏ như thế này. Thì đấy là cái cách mà cô đã thực hiện để mà tìm tài liệu và đọc các cái tài liệu cũng như là ghi chép và tổng hợp tài liệu. Hy vọng rằng là với những cái phần kinh nghiệm mà cô chia sẻ thì sẽ giúp các bạn giải quyết những cái khó khăn trong cái quá trình mà tìm kiếm tổng hợp tài liệu cũng như là cái quá trình mà các bạn thực hiện literature review và chọn cho mình một cái đề tài nghiên cứu. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.